một loại robot bay được như chim đã được các kỹ sư người Đức phát triển thành công. Robot này có thể đập cánh và bay lượn y hệt như là chim vậy. Đôi cánh được trang bị bộ lông vũ làm bằng một loại bọt siêu nhẹ nhưng rất chắc chắn. Cơ thể của con chim chứa 3 động cơ, pin, hộp số và thiết bị điện tử, nhưng nó chỉ nặng 42g, giúp tiết kiệm năng lượng và cho phép nó bay lâu hơn. Robot này có thể tự động bay theo nhóm tối đa 5 con. Các nhà phát triển cho biết có thể áp dụng phát minh này để giám sát nhà máy hay là phương tiện giao thông công cộng.